Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng, chuyên môn về tim mạch. Nhân dịp trước thềm năm mới, tôi xin được gửi lòng tri ân tới quý vị đã hết sức tin tưởng đối với tôi và văn phòng chúng tôi về vấn đề lo lắng sức khỏe cho quý vị trong năm vừa rồi và những năm trước đây. Và nhân dịp đầu năm, tôi xin được chúc quý vị và gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn quý vị.